hành tầng nó ra phù trên giác lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin lãnh lễ Phật ơn đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bá đi bồ với ta sa sát thu nô lô ca nô mình tha sa huy nà ca lô cô thấp bà nhu quốc thấp bá đi phù tí sành nhá tù hoành đà mở hành tầng ná rắp phù. Cái này giá cần pháp bảo viên ánh vàng như là sơ sáng. Như là sơ sáng gạt màng vô minh. Pha tan làm đặc quyền sinh đầy nhận Phật tổ quân minh rõ ràng còn xin lãnh lễ pháp hoa đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô thu quá ta sát xa quá cô sát tha số ca mô quá lá thầm bá sát tha cô miền đà bá sân xa đi a na đá rô quá rô quanh đà má hành tầng ra ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thanh bông bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh lý trần sa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà na tê ya tê chê na sê kha mê ê tu quá tha năng tán xà bí à nú phà quê na sá hạ xà dê na sê chạch thuốc. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần thắng dương ân đức tam bảo đã xong. Sáng này kỳ quý vị thông cảm, bài học vẫn chưa có ổn định, bị chờ một chút nha. Sa thú huynh Giang Nhật Hà, huynh Giang Nhật Hà vũ sớm chút thì đỡ rất mấy, nãy giờ coi như không được ổn, bây giờ quý vị quan hỷ ha. Rồi đây là bài học mà huynh Giang Nhật Hà đưa lên rõ ràng hơn. Đó. 162. Quý vị thấy rõ bài học ha. Hôm nay cô tu nữ nhiều pháp bằng công việc gì đó, cho nên không có nhận được bài học. Nhờ sĩ kim thì coi như chỉ có cái phần Pali thôi, không có phần tiếng Việt. Bây giờ thì huynh Giang Nhật Hà rõ ràng chính xác. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Đi vào bài học ngày hôm nay. Cô Phật Ngôn 162. Chúng tôi đưa lên để cho Sister Man thấy rõ nè. Alo, Sister Man thấy rõ chưa? Yasa-chan-ta du-si-u dần giá sa chần ta du siêu dần giá sa chần ta du siêu dần. Rồi bây giờ qua câu số 2 ha. Rồi sau câu số 2, câu số 3 rồi học đi rồi siêu chúng tôi chỉnh lại ha.
bây giờ coi như gốc chưa có ổn định cái bài học, nhưng mà quý vị cố gắng ha. Bây giờ qua câu số 2. Câu số 2. Ma lu wa sa la mi wa sa. Sao kìa? Quý vị chờ chút, chờ chút. Bài gấp quá chưa có sửa, cho nên thấy nhiều chỗ nó cũng hơi rắc rối. Câu số 2. Ma lu wa sa la mi po tha tăng. Ma lu wa sa la mi po tha tăng. Ma lu wa sa la mi po tha tăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Ya sa an chan ta du siêu dần. Ma lu wa sa la mi po tha tăng. Ya sa an chan ta du siêu dần. Ma lu wa sa la mi po tha tăng. Ya sa an chan ta du siêu dần. Ma lu wa sa la mi po tha tăng. Bây giờ câu số 3. Ca rô tị sô tát tát tháp tà năng. Ca rô tị sô tát tháp tà năng. Ca rô tị sô tát tháp tà năng. Phải không? Đúng rồi. Và câu cuối cùng. Nhà thà năng ít chắc chắn đi sổ. Nhà thà năng ít chắc chắn đi sổ. Nhà thà năng ít chắc chắn đi sổ. Rồi bây giờ đọc lại ha, nguyên bản. Nhà xa ác chẳng ta đốt siêu dần. Mà lúc hòa xà lạc miêu vốt tha tăng kha rô tí sô ta tha ta năng gia tha năng ít cha tí đi sô gia sa át chan ta đô siêu dần. Ma lu wa sa la mi vô tha tăng kha rô tí sô ta tha ta năng gia tha năng ít cha tí đi sô. Bài này còn có một cách đọc nữa, không phải đọc một lần bốn câu mà chúng ta có thể chia ra làm hai, đọc lần hai câu ha. Bởi vì cuối câu số 2 đó là một trường âm. Ya sa at chan ta du siêu dần. Ma lu wa sa la mi vô tha tăng. Ca rô ti sô ta tha tà năng gia tha năng ít chát tế đi sô. Đọc lại ha. Gia sa ác chanh ta đô siêu dần. Mà lũ bà sa la mi vô tha tăng. Ca rô tí sô ta tha tà năng gia tha năng ít chát tế đi sô. Rồi. Bài này trong cái lối kệ tức là có 8 từ. Vậy thì chúng ta chia 2, đọc 4 ha. Nhưng mà cố gắng đọc một lần 2 câu để cái âm điệu nó nương nhau. Dạ xa chánh ta đô siêu dân. Mà lu quá xa làm yêu vốn tha tâm. Ca lô ti sô tam tha ta năng gia tha năng ít cha ti đi sô. Gia sa chánh tam du siêu dân.
ma lu wa sa la mi vô tha tăng ta ro ti so tam tha ta năng gia tha năng ít cha ti đi so gia sa chan tam du siêu yang ma lu wa sa la mi vô tha tăng ta ro ti so tam tha ta năng gia tha năng ít cha ti đi so phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Rồi xa thủ xin mời Sít Mê Ta, Sít Kim, Sít Hồng Mai ha. Rồi Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Amen, cảm ơn cô Hồng Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Kim và ba người. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con đảnh kính đảnh lễ Sư Phước Sang cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 162. Yat sa ak chan ta du siêu yang ma lu wa sa la mi wot ta tang ka ro ti so ta tha ta nang ya tha nang ít cha ti đi so. Dạ, con nghe Ngài đọc là ít cha tí thì con đọc theo luôn. Dạ, con xin phân tích. Giá trường âm nhấn, xá, đoạn âm, ắc, chan là hai trường âm nhấn, tá, đoạn âm, đút, siêu là hai trường âm nhấn, văn trường âm đọc, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma, trường âm thông thường, lú, đoạn âm, qua, trường âm thông thường, xa, trường âm thông thường, lá, mí là hai đoạn âm, quốc, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giác, xa, ắc, chan, ta, đút, siêu, văn, ma, lú, qua, xa, lá, mí, quốc, thá, tăng. Các con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Cá là đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, xô trường âm thông thường, tá đoạn âm, thát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít trường âm nhấn, giá đoạn âm, tí đoạn âm, đí đoạn âm. Như vậy là ba đoạn âm, chá, tí, đí, xô, trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Cá rô tí xô tá thát tà năng giá thà năng ít chá tí đí xô. Con đọc lại từ đầu. Giá xa ác chan tá đút siêu yang ma lu hoa xa la mi quốc thá tăng. Cá rô tí xô tá thát tà năng giá thà năng ít chá tí đi xô. Giá xa ác chan ta đút siêu yang ma lu hoa xa la mi quốc thá tăng. Cá rô tí xô tá thát tà năng giá thà năng ít chá tí đi xô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yat sa ak chan ta du siêu yang ma lu wa sa la mi wot ta tang ka ro ti so ta tha
ta năng cha tha năng ức cha ti đi sô. Dạ con đã đọc xong kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Mít Trà Hồng Mai cho tín hiệu. Sư, cái chữ câu cuối sư, ít chá tí hay ít chá tí vậy sư? Sư, con thấy chi phốt lại lên cũng là chữ ti mà trường âm dài hả sư? Trường âm thông thường, nó là âm dài, đúng không sư? Sư chá tí hay chá tí thì mới đây nè thì là có dấu nguyền trường âm dài. Sư cho con biết đi, chá tì hay chá tí vậy sư? Dạ con nghĩ là con coi trong từ điển đó, ít chá ít. Alo, alo, thắc mắc này trả lời nè, chị Kim. Đây là một động từ, mà động từ sao mà động từ số ít mà nhìn vô là biết rồi, ít chặt tí. Cái sự mong mỏi, động từ mong mỏi, mong ước. Thì đó là một động từ mà sao mà coi y nữa. Có sao đọc dạy đi. Chị Kim ha, ít chặt tí, chống mà tí, rồi, xin mời chị Kim tiếp tục. Dạ, con xin cảm ơn sư, thì con cũng nghĩ là tí, con để dành tí, không biết sư sửa lại câu số 4 đi tí, con thấy nó là động từ mà, nó động từ là nó nghĩa là mong muốn, cái gốc, cái bê của nó, cái root của nó là y, cộng A. Nó chia theo bắt tâm á nè, khắc tu khà rất khá mà nó là thứ ba ngôi số ít. Còn biết đâu còn thấy thì cũng post lên, khi mà có người hỏi thì cũng post lên chữ tì có chữ âm dài. Thôi giờ con đọc đi. Vậy là tí chứ không phải là tí nha. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú 162. Yasat chan ta du si ta du sim yang ma lu wa sa lam mit wok ta tang ta go ti so ta thap ta nang ya tha nang ich cha ti di so. Cái câu đầu nó khó đó. Để con đọc lại một lần nữa. Yasat chan ta du siu yang ma lu wa sa lam mit wo ta tang ta go ti so ta thap ta nàng yết tha nàng ít cha bi so, yết tha nàng ít cha bi so. Con đọc nhanh đó nghe, không có dài nha. Thôi con đọc lại một lần nữa cho sư vừa bổn. Yết sa áp chăng ta du siêu dằng mà lu hòa sa lâm mi vô tha tăng ca rô ti so ta thấp ta nàng yết tha nàng ít cha bi so. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Yết trường âm ngắn, sa đoạn âm. Ách chân hai chữ âm ngắn, tá đoạn âm, đú siêu là hai chữ âm ngắn, dân chữ âm đọc thư giọng, ma chữ âm thông thường, lú đoạn âm, qua xa hai chữ âm thông thường, lá mí hai đoạn âm, vốt chữ âm ngắn, thá đoạn âm, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4, và phân tích câu 3, câu 4. Giá sa áp chân ta đối siêu dằn mà lu hòa xà lâm mít vốt tha tăng ca gồ ti sô tắc thấp thấp. Ca gồ ti sô tắc thấp tà năng giá thà năng ít cha ti đi sô. Giá sa áp chân ta đối siêu dằn mà lu hòa xà lâm mít vốt tha tăng ca gồ ti sô tắc thấp. Ta nàng yát tha nàng ít cha ti đi sô. Phân tích câu số 3. Cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm,
so trường âm thông thường, tá đoạn âm, thắt trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, ngăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuối cùng, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, ngăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít trường âm ngắn, chá tí đí ba đoạn âm, so trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Khá gồ tí sô ta thấp tà nằng giá thà nằng ít chá tí đi sô. Giác xa áp chẳng ta đu xìu dằng mà lưu hòa xà lâm mi vốt tha tầng. Khá gồ tí sô ta thấp tà nằng giá thà nằng ít chá tí đi sô. Giác xa áp chẳng ta đu xìu dằng mà lưu hòa xà lâm mi vốt tha tầng. Khá gồ tí sô ta thấp tà nằng giá thà nằng ít chá tí đi sô. Yak sa ap chang ta dun si yang ma lu wa sa lam mit vo ta tang ka ro ti so ta sap ta nang yak ta nang it cha ti di so. Yak sa ap chang ta du siu yang ma lu wa sa lam mit vo ta tang ka ro ti so ta sap ta nang yak ta nang it cha ti di so. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú 162. Hôm nay con có chuyện, con đọc xong, con phải có công chuyện con đi. Con xin cảm ơn Hồng Mai, The Man, cô Mít Trà cho bông qua. Trời, bữa nay cô Mít Trà còn cho kem ăn cái cây. Cảm ơn, như là cho vỗ tay vỗ chân nữa. Cảm ơn quý vị. Nhưng nói túm lại, con có sai gì xin các sư các cô tu nữ và quý vị chỉ dạy cho con biết. Con đang ăn cơm đó, bữa nay con cơm trễ, con thích chị trễ rồi đi ăn cơm tiếp đi công chuyện. Con xin nhường mãi lại cho người khác, con không biết ai hết. Xin chúc quý vị được an vui và may mắn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Cá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Chi Tăng, kính lễ cô quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 162. Yassa Atchan Tadusiu Yang Ma Luwa Sa Lami Vodha Tang Kayo Tiso Tathat Ta Nang Yatha Nang Itchati Diso. Yassa Atchan chán ta du siêu yang ma luwa sa lami vot tha tang karo ti so ta thát ta nang ya tha nang ích cha ti di so. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yas là trường âm nhấn, xá đoạn âm, ách chan là hai trường âm nhấn, tá là đoạn âm, du siêu hai trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, lú đoạn âm, qua xa hai trường âm thông thường, lá mí hai đoạn âm, vót trường âm nhấn, thá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát sa ấp chàm ta đu siêu văn ma lu wa sa la mi vót tha tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí đoạn âm, sô trường âm thông thường, tá đoạn âm, tháp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ức trường âm nhấn, chá tí đí ba đoạn âm, sô trường âm thông thường, ca rô tí sô ta tháp ta năng gia tha năng ức cha tí đi sô. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 162. Giá sa ấp chàm ta đu siêu văn ma lu wa sa lam vót tha tăng ca rô tí sô ta tháp ta năng gia tha năng ức cha ti đi sô. Yassa ap
chàm ta đút siêu dăng mà lưu hòa xà la mi vót tha tăng ca rô bí sô ta tháp ta năng gia tha năng ức cha ti đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin đọc kệ. Yassa acchan padusyu yang maluwasa lami votha tang kautiso ta tata nang yatha nang ecca piriso. Yassa acchan padusyu yang maluwasa lami votha tang kautiso ta tata nang yatha nang ecca. Cha ti đi so. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 162 ngày hôm nay ạ. Yassa accan tadut siu yang maluwa sa lamit lamiwot tha tang karoti so ta that ta nang yatha nang itchati di so. Yassa accan tadut siu yang maluwa sa lamiwot tha tang karoti so ta that ta năng cha tha năng ít cha ti đi số. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassa accan tadut siu yang maluwa sa lami wot tha tăng. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, accan là hai trường âm nhấn, ta là đoạn âm, dus siu là hai trường âm nhấn, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua, sa là hai trường âm thông thường, lá, mí là hai đoạn âm, vốt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chắc chanh ta đút siêu dân mà lú qua sa la mi vốt tha tăng. Câu số 3 và câu số 4. Karo ti so ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi so. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ich là trường âm nhấn, cha tí đí là ba đoạn âm, so là trường âm thông thường, karo ti so ta thát ta năng gia tha năng ich cha ti đi so. Dạ con xin đọc lại ạ. Cha sa ak chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wot tha tăng karo ti so ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi so. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassa accan ta đu siêu yang ma lu wa sa la mi wot tha tăng karoti so ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi so. Yat sa ak chan ta du siêu yang ma lu wa sa la mi won tha tăng karoti so ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi so. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà trư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, ấn Đức Phật, ấn Pháp, ấn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng, cảm ơn cô Beta Thế Mẫn, cô Hồng Mai đã cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ con xin phép được đọc và ôn bài câu pháp cú 162. Kính chiên nhà trí đất cho bài. Dạ con xin phép được đọc. Yasat ak chan ta du siu yang ma lu wa sa la mi vut tha tang ca rô ti sô tát tha tà năng yát tha năng ích cha ti đi sô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yát sa ác chàn ta đút siêu yàng mà vô là xà la mi vô tha tăng. Dạ con xin phân tích. Yát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ác là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, si là trường âm thông siêu là trường âm thông thường, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, mí là đoạn âm, bốt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat sa ak chan ta du siu yang ma lu wa sa la mi bốt tha tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ka ro ti so ta karo ti so ta tha ta nang ya tha nang ek cha ti di so. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ích là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. À, con xin đọc lại cả bài. Yat sa ak chan ta du siu lặng siu yang ma lu wa sa la mi vut tha tăng ca rô ti sô tát tha ta năng yát sa năng ích cha ti đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Để con xin phép được kệ. Ya sa ác chán ta đu siêu dân mà lu qua sa ma vi vô tha tăng cà rô ti sô ta tha ta nặng năng ya ta nặng ích cha ti đi sô. Ya sa ác chán ta đu siêu dân mà lu qua sa ma vi thô ta tăng cà rô ti sô ta tha ta năng ya sa năng ích cha ti đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có gì sai mong ngài cùng toàn thể đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống mic mời một kế tiếp ạ. Alo, 123 123. Sa tu sĩ Hồng Mai. Như vậy sĩ Hồng Mai cũng nghe rõ ha.
trên các nguồn Lào Cai đọc chữ siêu dân. Như vậy mà chữ siêu này cho đó là trường âm thông thường ha. Nên nhớ trường âm thông thường là những trường âm A, I, U, E, O. A, I, U, E, O, đó là những trường âm thông thường ha. Còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm là A, I, U, nó đi trước với M có dấu chấm à, đi trước với M có dấu chấm à, thì ví dụ như chữ A thì chúng ta đọc là ân, chữ Ý chúng ta đọc là in, chữ U chúng ta đọc là ùng. Đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trường âm nhấn là một trường âm có nghĩa là những nguyên âm đi trước hai phụ âm ghép, những nguyên âm đi trước hai phụ âm. Ví dụ đút siêu dần ha, thì chữ ý này nè, chữ ý đứng trước danh l và chữ y crack, hai phụ âm ghép thì chúng ta phải đọc kéo dài ra gọi là chân tá đút siêu dần à, thì chữ này kéo dài ra, mà nó kéo dài ra khi cái chữ nguyên âm nó đứng trước hai phụ âm à, đứng trước hai phụ âm thì đó là trường âm nhấn trong đôi trường âm thông thường à. Alo Sika phát nguồn nhớ ha à, Sika Hồng Mai cũng nghe rõ này, chữ siêu trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường à. Rồi hôm nay Sư Pháp Nguồn nghe là cái nghe đọc để cho bà con nghe à, có thấy rằng mình đọc sai hay không, hay là Sư Pháp Nguồn muốn đọc để cho bà con có chú ý mình hay không. Ờ à, ghê quá ha. Rồi bây giờ mời Sister Man. Alo 123123 thấy Sister Man đưa tay sao mất tiêu rồi. Rồi, sa thú Sister Man. Alo, alo. Dạ, 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 con cảm ơn cô Hồng Mai. Con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 162. Câu này khó, con có sai chỗ nào xin Ngài chỉ dạy cho con. Yat sa ach chan ta du siu yang ma lu va sa la mi vot ta tang ca rô ti sô ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi sô gia sa át chân ta đốt siêu yàng mà lu và xà la mi vót thát tăng ca rô ti sô ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi sô gia sa át chân ta đốt siêu yàng mà lu và xà la mi vót thát tăng ca rô ti sô ta thát ta năng gia tha năng ít cha ti đi sô. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Yassa acchan ta du siu yang ma lu va sa la mi vot tha tang. Yat là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ach là trường âm nhấn,
chan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, siêu là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma là trường âm thông thường, lú đoạn âm, va sa hai trường âm thông thường, lá mỹ hai đoạn âm, vót trường âm nhấn, thá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Yat sa at chan ta du siêu yang ma lu va sa la mi vót tha tăng. Phân tích câu 3 và câu 4. Karo ti so ta tha ta năng ya tha năng ít cha ti di so. Cá rô, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, xô trường âm thông thường, tá đoạn âm, thát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít trường âm nhấn, chá, tí, đí, ba đoạn âm, xô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3 và câu 4. Karo ti so ta tháp ta năng giá ta năng ít cha ti đi so. Đọc lại nguyên bài. Yat sa at chăm ta đút siêu yang ma lu va sa la mi vot tha tăng. Karo ti so ta tháp ta năng giá ta năng ít cha ti đi so. Phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống, xin mời vậy kế tiếp con có sai chỗ nào xin đạo tràng sửa chữa giùm cho con. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 162. Yat sa at chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wat tha tăng ta ro ti so ta tháp ta năng yat yat tha năng ít cha ti đi so. Yat sa at chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wat tha tăng ca rô ti sô ta tháp ta năng ya tha năng ít cha ti đi sô. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhấn, tá đoạn âm, at chan hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, đút siêu hai trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà trường âm thông thường, lú đoạn âm, qua trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, lá mí hai đoạn âm, quốc trường âm nhấn, thá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat sa at chan ta đút siêu văn mà lú hòa xa lá mí quốc tha tăng. Dạ con phân tích câu 3, câu 4. Cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, xô trường âm thông thường, tá đoạn âm, thát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít trường âm nhấn, chá, tí, đí, ba đoạn âm, xô trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca rô tí xô ta hát tà năng ya tha năng ít cho ti đi sô. Dạ con đọc lại. Ya sa at chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wa tha tang ca rô ti sô ta hát tà năng ya tha năng ít cho ti đi sô. Yat sa at chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wa tha tang ka ro ti so ta tha ta nang ya tha nang ít cha ti 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 so. Dạ con xin kể. Yat sa at chan ta đút siêu yang ma lu wa sa la mi wa tha tang
Ca rô ti sô ta than ta năng ya tha năng em cha ti đi sô Yan sa an chan ta đốt siêu yang ma lu wa sa la mi vô tha tăng Ca rô ti sô ta tha ta năng ya tha năng em cha ti đi sô Quá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc phân tích và kể xong. Dạ con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ cho bài dùm con cái bạch ngài, con chưa có bài à. Dạ, đạo tràng copy bài cho lên cho Phúc Hạnh nhìn thấy bài, Phúc Hạnh đọc ạ. Rồi, cảm ơn, con kính tri ân, cảm ơn Ngài ạ. Sau đó con xin đọc câu pháp cú số 162 ạ. Yassa achanta dus Yassa achanta dus yang maluva si maluva si lambi vo tha tăng karotis so ta tha ta tháp ta năng gia tha năng ít chất ti đi sô gia sa a chàn ta đút si gia lụa si yang mà lu và sa lam mi vô tha măng gia là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, át chan là hai trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, ti là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, va là trường âm thông thường, sa là trường âm thông thường, lá, mí là hai đoạn âm, vót là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassa achan tadusi yang ma luva sa lam miwotha tăng. Câu 3 và câu 4. Karo tiso ta thata nang yatha nang ichati diso. Cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít là trường âm nhấn, chá, tí, đí là ba đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Yassa achan tadusi lang ma lu va sa lam mi gia sa a chàn ta đu si yang ma lu va sa lam mi vô tha tăng ca rô ti sô ta tha ta năng gia tha năng ít cha ti đi sô gia sa a chàn ta đu si yang ma lu va sa lam mi vô tha tăng. Chữ nhỏ quá không thấy đường. Karotiso ta thata nang yatha nang ichati diso.
phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ya sa chan ta du si yang ma lu va sa la mi vo tha tang ca ro ti so ta tha ta nang ya tha nang ít cha ti đi so. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, 123, 123, của cô nữ Phúc Thạnh, đọc thì chính xác, nhưng mà phân tích cái câu đầu tiên, phân tích là bị phân tâm, ách chân ta đút siêu dần, cái chữ đút siêu dần thì chữ siêu và chữ dần, hai trường âm này, phân tích nghĩa là bị phân tâm. Còn những cái từ khác ổn định, dòng đọc thì chính xác, nhưng mà phân tích chữ siêu dần, phân tích hai chữ này nghĩa là coi như không ổn ha. Cô tụi nữ phục hạnh coi ra chỗ này rồi. Sa thú, sa thú. Còn vị nào đưa tay đọc nữa không? Alo, chị Tâm Phương bỏ chạy mất tiêu rồi. Rồi. Rồi, sư Pháp Nguồn có muốn sửa sai không? Cũng sai một từ, sư Pháp Nguồn. Hôm nay thì cô tu nữ Phúc Hạnh ha, vô trễ cho nên khi mà đọc qua khi phân tích mấy vị kia phân tích á, thì sư cha cô tu nữ Phúc Hạnh hình như quên, hay là thấy cái từ này thấy khó quá rồi cha cũng bị phân tâm. Dạ không sao, bây giờ ôn lại ha. Rồi khi đó chúng ta đi vào ý nghĩa của từ vựng ha. Dạ sa chan ta du siêu yam ma lu va sa la mi vo tha tang ca ro ti so ta tha ta nang ya tha nang e cha ti di so. Chitina mới vô ha. Rồi bây giờ đọc lại lần nữa để Chitina chú ý ha, đưa bài học lên nữa chứ. Nhiều khi ngồi nghe mà không thấy bài học rồi tôi cũng không biết đọc sao nữa. Ya sa chan ta du siêu yam ma lu va sa la mi vo tha tang ca ro ti so ta tha ta nang ya tha nang ích cha ti di so. Đó là một cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai, ya sa chân ta đốt siêu dần mà lũ hòa xà lá mi vô tha tầng ca rô tí sô ta tha tà năng giá tha năng ít chát tí đi sô. Trong cái dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc. Rồi bây giờ qua dòng kể, chúng ta một câu tám từ thì chia ra đọc bốn bốn ha. Và cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm điệu nó nương nhau. Dạ sa chánh ta đua siêu dân mà lu hoa sa làm vốn tha tầng cả rô ti số ta tha ta năng và tha năng ích cha ti đi số. Và sa chân ta đô siêu dân mà lưu qua xa là mi vốn tha tầng cả rô ti số ta tha ta năng và tha năng ích cha ti đi số.
thế giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Rồi mời Sitina. Alo. Rồi xa thủ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sam Thầy. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, trong và con kính chào đạo tràng. Con được đọc bài con pháp cú số 162. Yassa Achan Du Siu Yang Ma Lu Wa Sa La Mi Wat Tha Tang Ka Ro Ti So Ta Tat Tha Ta Nang Ya Tha Nang It Chati ti di so yassa acan tak du siu yang ma lu wa sa la mi wat tha tang ca ro ti so ta tha ta nang yat tha nang it chati di so. Con phân tích câu 1 và 2. Yassa acan tak du siu yang ma lu wa sa la mi wat tha tang. Giá trường âm nhấn, xá đoạn âm, ách trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tá đoạn âm, đus trường âm nhấn, siêu trường âm thông, trường âm siêu, siêu, và trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ma trường âm thông thường, lú đoạn âm, qua trường âm thông thường, xa trường âm thông thường, lá mí hai đoạn âm, quốc trường âm nhấn, thá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yát sa ách chan ta du si siu yang ma lu wa sa lá mí quốc thá tăng. Câu 3 và 4. Ca ro ti so ta thát ta năng yát tha năng ít chát ti đi so. Cả đoạn âm rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, xô trường âm thông thường, tá đoạn âm, thách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ít trường âm nhấn, trá, tí hai đoạn âm, tí đoạn âm, xô trường âm thông thường, cá rô tí xô, tá thách ta năng, giá tha năng, ít chati di so yassa acan ta du siu yang ma lu wa sa la mi wat tha tang ka ro ti so ta 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 nang ya ta nang it chati di so. Phải dưới quả trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù trong mong ước của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan sa a chan ta dun siu yang ma lu wa sa la mi won tha tang ka ro ti su ta than ta nang ya tha nang in cha thi di su. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin Ngài sửa dùm cho con nè. Con kính tri ân Ngài và đạo tràng. Sa thủ, sa thủ, chị Tị Nà. Đây là một bài khó. Mà cái khó ở đây là quý vị hay vấp phải cái câu đầu tiên. Ách chân tá đút siêu dần. Cái chữ đút siêu dần. Chỗ này quý vị hay ngập ngừng. Không có tự tin nè. Và có vị cũng đã sai cái chỗ này. Khi cho đó là một trường âm thông thường, chữ siêu. Nhưng mà quý vị thấy Sitina ha, ngập ngừng. Nhưng mà rồi khẳng định đó là trường âm nhấn. Sa thủ Sitina. Cứ từ từ rồi nó cũng như thôi. Hôm nay Sít Nhung Phạm đi học trễ ha.
bài này là khó nữa, bài khó mà đi học trễ càng thì thấy càng khó hơn à. cố gắng vô xem một chút à, xin dùng phạm ha. Với bài này khó à, trong đạo tràng nhiều vị đọc sai à, phân tích sai, đọc thì đúng nhưng mà phân tích sai. Nói chung thì cái dòng đọc là quý vị số 1 rồi, ok. Nhưng mà khi phân tích nhiều khi bị phân tâm, chứ không phải nói rằng là quý vị dở. Quý vị cái dòng đọc là số 1, nhưng mà khi phân tích à, bị phóng tâm hoặc là à, bị lộn thôi, chứ không phải là quý vị cố tình đọc sai à. Rồi thôi bây giờ chúng tôi đọc lại một lần nữa ha. Rồi đi vào ý nghĩa tự vấn. À, chị Hoàng Thanh cũng đi học trễ nữa luôn. Chị Nhung Phạm đã đi học trễ rồi, bây giờ chị Hoàng Thanh cũng đi học trễ nữa. À, đưa bài học lên để chị Hoàng Thanh thấy nè. Chị Hà cũng đi trễ. Trời ơi, bài đã khó rồi mà còn đi học trễ nữa. Quý vị cố gắng chứ. À, cho nên đi học trễ kiểu này rồi cái bây giờ đọc lại thì nó mất thời gian ha. Quý vị thông cảm ha. Rồi kinh lễ Đại Đức Tuệ Đức nữa. Không lẽ nói Đại Đức Tuệ Đức đi học trễ thì kỳ quá. Nhưng mà công việc ở chùa thì quý vị thấy cũng bận rộn lắm à, cho nên quý vị cũng thông cảm ha. Rồi bây giờ đưa bài học lên để Đại Đức Tuệ Đức thấy nè. Giá xa chẳng ta đốt siêu dần mà lưu và xà lá mi vô tha tầng ca rồ ti sô ta thát ta nằng gia tha nằng ít cha ti đi sô. Đọc lại lần nữa quý vị chú ý ha, bài này khó. Giá xa chẳng ta đốt siêu dần mà lưu và xà lá mi vô tha tầng ca rồ ti sô ta tha ta nằng gia tha nằng ít cha ti đi sô. Như vậy trên cái vấn đề trường âm, đoạn âm, dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách đọc dễ, tức là cuối câu số 2 nó là trường âm, chúng ta có thể dừng. Và quý vị cảm thấy rằng hơi mình dài thì làm liền một hơi à, ha, làm liền một hơi à, đó là dòng kinh. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Thì quý vị cũng chú ý à, 4-4 nè, tức là một câu 8 từ thì chúng ta chia ra à, và cố gắng đọc một lần hai câu để âm điệu à, nó nương nhau và chúng ta cảm thấy rằng mình đọc xong rồi mình tự mình vỗ tay mình khen mình hay à. Mình mà đọc mà mình vỗ tay mình khen mình hay thì chứng tỏ rằng người khác họ nghe họ cũng hoan hỷ. Rồi bây giờ với âm điệu 4-4 à, thì giọng kệ chúng ta đọc à, một lần hai câu nha. Giả xa chánh ta đô siêu dân mà lưu qua xa làm y vốn tha tầng ca rô ti số ta tha tha năng và tha năng ca và tha năng ít và tiên đi số à, thấy là Đức Tuệ Đức nghe cái bỏ chạy tự nhiên chỗ này phân tâm. Thôi bây giờ kể lại ha. Giả xa chánh ta đô siêu dân mà lưu qua xa làm y vốn tha tầng ca rô ti số ta tha ta năng và tha năng ít cha tiên đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Rồi bây giờ
À, chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng ha. À, cái câu Phật ngôn 162. À, giá xa ác chành tát đút siêu dần. À, cái chữ giá xa là của người nào ha, của người nào, do cái đại từ giá. Và đây là cái chia thứ sáu, sát thí vì phát tí e câu với tình ha, tức là sở hữu các của người nào. Rồi ác chành tát đút siêu dần, chữ ác chanh ta có nghĩa là trầm trọng hay là quá giới hạn, trầm trọng hay là quá giới hạn, ác chanh ta. Rồi chữ đút siêu dần, đút siêu dần do cái từ đút siêu giá, đút siêu giá đây là một danh từ trung tính, ác rành ta na bùng sa ca linh ga. Chữ đú ở phía trước có nghĩa là dây leo, xấu ác. Và siêu giá có nghĩa là giới hay là hành động, giới hạnh. Và chữ đút siêu giá có nghĩa là ác giới hay là cái giới vô cùng tồi tệ. Và chữ đút siêu giá ở đây được chia theo đối cách số ít đút tiền giá quy pháp tiết e cao quan trình ha. Cho nên đút siêu giá nó biến thành đút siêu dần. Ách chanh ta đút siêu dần có nghĩa là người có giới vô cùng trầm tồi tệ, hoặc là người phá giới quá trầm trọng. Người phá giới quá trầm trọng. Như vậy thì câu đầu tiên, người có giới vô cùng tồi tệ hay là người phá giới quá trầm trọng, của người nào hay là của ai là người phá giới quá trầm trọng, mà ngài hòa thượng dịch là phá giới quá trầm trọng. Rồi câu số 2, ma lu wa sa la mi wa tha tăng. Ma lu wa đây là một danh từ nữ tính, a karan ta ít thi linh ga. Ma lu wa có nghĩa là dây leo. Rồi sa la mi wa tha tăng. Chữ xa lá do cái xa lá nó là một danh từ nam tính ha, ác ranh ta phung linh ga. Và xa lá ở đây được ghi theo đối cách số ít là đối tỷ giá quỷ phát tí gạch câu quá trình á, cho nên xa lá biến thành xa lăng. Xa lăng có nghĩa là cây xa la. Cây xa la quý vị thấy ở nhiều cái chùa Việt Nam hay trồng cây sa la, cái bông người ta có thể làm thuốc được ha. Và nó có trái tròn tròn giống như trái dừa, nhưng mình tương nó nhỏ thôi, màu đen, màu sẫm sẫm, sẫm. Cây sa la thì quý vị thấy Việt Nam nhiều ha, nhất là mấy ngôi chùa Nam Tông hay trồng cây sa la. Xà lá mi vốt do cái từ xa lần ha. Rồi tiếp theo là vốt thạch tăng ở đây có thêm cái từ ý quá cộng với ốt thạch tăng. Chữ ý quá là ví như, tựa như ha. Rồi ốt thạch tăng, ốt tăng do căn ngữ thác, căn ngữ này có nghĩa là trải dài ra. Và ốt thạch tăng là một cái dạng quá khứ phân từ, nhưng mà được chia theo đối cách ha, có nghĩa là đã được trùm lên, đã được trải dài ra, hoặc là đã bám vào. Thì cái câu số 2 này
dây leo quay nhiệt bám vào cây sa la. Thì ở đây ngài hòa thượng dịch là như dây leo bám cây, nhưng mà không ám chỉ cái gì, mà trong cái chỗ này thì nói về cây sa la. Sa lăng. Câu số 3. Cá rô tí sô tát tháp tà năng. Cá rô tí, động từ là, sô là người nào, người nào làm. Tát tháp tà năng, tát tháp tà năng, do chữ tát tha cộng với áp tà năng. Chữ tát tha, tát tha là như thế đó. Áp tà năng là chính mình. Như thế đó, chính mình. Vậy thì ngài hòa thượng dịch rằng gieo hại cho tự thân, việc làm của người đó nó tác động lại vấn đề nhân quả mà. Người đó làm như thế nào thì hưởng lấy cái quả, mà đây ám chỉ về cái quả ác. Dây leo mà nó bám cây thì cái cây làm sao sống nổi. Thì người làm ác thì cái ác nghiệp nó trả quả, thì người đó phải hứng chịu thôi. Rồi câu cuối cùng, câu cuối cùng, giác hà năng ít chát tí bí sô. Giác hà năng là cái việc làm của người đó. Việc làm như thế đó rồi sao? Ít chát tí, ít chặt tí, tức là cái động từ này có nghĩa là mong muốn, ước mơ. Người đó chỉ đi xô theo cái hướng đó, cái hướng nào thì cái mong muốn theo hướng đó. Và ngài hòa thượng dịch là như kẻ thù, kẻ thù mong ước. Vậy chỉ ít chặt tí này, chữ kỹ thù, kẻ thù ở đây thì không thấy cái từ nào kẻ thù hết, nhưng mà ít chặt tí đi xô là mong ước hướng về, hướng về chính cá nhân của người đó. Mà người đó nó làm những cái chuyện xấu xa thì chắc chắn rằng những cái ác nghiệp đó nó sẽ trả quả. Câu Phật ngôn 162 cho chúng ta thấy rằng tự như dây leo trùm lên trên cây sa la, người có giới vô cùng tồi tệ tạo ra cho bản thân cái điều mà kẻ thù mong muốn gây ra cho người ấy. Trong cái phần ý nghĩa mà văn xuôi ở đây nói lên một cái ví dụ như cái dây leo mà lú quá trùm lên trên cây sa la, người có giới vô cùng tồi tệ tạo ra cho bản thân điều mà kẻ thù mong muốn gây ra cho người đó. Ngài hòa thượng Gia Đức đọc phổ thơ Lục Bát thế này: như dây leo mà lú hòa bám ghì keo xiết sa la chết dần, nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Rồi còn có một cái đoạn sau nữa: như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô, quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta. Hai đoạn, đoạn nào cũng hay hết. Đoạn trên thì đi vào thực tế hơn: như dây leo mà lú qua bám ghì đeo xiết sa la chết dần, nếu ta quá nhiễm dục trần, kẻ thù không giết, tự thân giết mình. Đoạn sau này cũng hay: như dây leo bám xiết cây, cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô, quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta.
Hai đoạn đoạn nào cũng hay. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn xúc tất thơ: phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ngỡ. Phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mong ước. Rồi bây giờ chúng ta thấy tại sao cái bài này nó khó. Nó khó vì ám chỉ về Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đạt Ta. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự của câu Phật ngôn này ha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Trúc Lâm, chùa Trúc Lâm quý vị biết làm sao đây? Alo, alo, có ai nhớ chữ Trúc Lâm viết bằng tiếng Pali không? Chúng ta phải nhớ xuất xứ chứ. Mình chào huynh Hạnh Pháp đi học trẻ ha. Chùa Trúc Lâm, Trúc Lâm viết làm sao đây bà con? Quý vị học nhiều quá hỏi cái quên liền. Viết không trúng, không đúng luôn á nha. Sợ viết không đúng nữa. Trúc Lâm Quê Lưu Quá Na, xà tù xà tù. Nhưng mà chữ Quê Lưu có dấu chấm ở dưới nha, trên L có dấu chấm. Quê Lưu là tre hay là trúc, Quá Na là một cái rừng hay là một cái vườn mà nhiều cây. Quê Lưu Quá Na là Trúc Lâm. Thì tại chùa Trúc Lâm này, quý vị còn nhớ chùa Trúc Lâm ai thành lập? Ai thành lập cái chùa Trúc Lâm này? Alo, nhiều khi dám nói chùa Trúc Lâm ở bên Hoạt động Tôn Giáo ở quận 6 hay là chùa Trúc Lâm ở trên Hóc Môn đó mà. Alo, chùa Trúc Lâm này thời kỳ Đức Phật thì ai thành lập ra chùa này? Có còn nhớ không bà con ơi? Một vị vua đã thành lập ra ngôi chùa Trúc Lâm. Vậy thì vị vua đó tên gì? Rồi, cũng quên tốt luôn. Cổ đế, vị vua đó đã khuyến khích hoàng hậu của mình, tức là hoàng hậu Khê Mà, đi vào chùa Trúc Lâm để tu tập và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Alo, mến chào Xích Xú Khá và Đúc Khá, cũng đi học trễ luôn. Alo, vị vua nào đã khuyến khích hoàng hậu của mình đi vào nghe pháp và chứng đắc thánh quả A-la-hán? Quên hết trơn ha. Khổ quá, học nhiều quá, cho nên bây giờ hỏi đâu quên đó. Hay thiệt. Thôi bây giờ đi vào nội dung ha. Tại chùa Trúc Lâm này, Đức Phật đã đề cập đến Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa tiếng Pali viết làm sao đây? Này quý vị phải viết lên để nhớ câu Phật ngôn này. Tại sao mà khó đọc? Khó đọc là vì cái ông Đề Bà Đạt Đa này. Rồi, Đề Bà Đạt Đa quý vị viết làm sao cho đúng đây? Đề Quá Đạt Ta. Chính xác, chính xác. Đề Quá Đạt Ta. Chính xác, Sư Ca Hồng Mai. Một hôm các vị tỳ kheo cùng nhau hội họp tại giảng đường và bàn luận với nhau rằng: này các đạo hữu, Đề Quá Đạt Ta là người phá giới, là người hành theo ác pháp, đã khuyến dụ thái tử Ajātasattu làm phát sanh lợi lộc đến cho ông ta một cách phi pháp, rồi sử dụng thái tử Ajātasattu giết cha là vua Bhimbisara. Ông ta cũng mưu hại Đức Phật nhiều lần, do ông làm
cho cái tâm của ông ta nghe là đầy tham vọng ái dục tăng trưởng như vậy, với những cái ác giới mà ông ta đã làm cho ông ta trở nên là một con người mà ác hạnh, một con người không có giới hạn. Khi mà các vị tỳ kheo bàn tán với nhau như vậy thì Đức Phật với thiên nhĩ ngài đã nghe những cái sự việc bàn luận đó, cho nên từ trong phương pháp bước ra và đến nơi hỏi rằng: này các vị kheo, các ông đang luận bàn về vấn đề gì? Thì các vị tỳ kheo đó có sao nói vậy, trình lên cái sự việc của Đề Quá Đát Ta. Thì Đức Phật mới phán rằng: này các tỳ kheo, chẳng phải trong cái kiếp này Đề Bà Đạt Đa đã mưu hại Như Lai đâu, mà trong quá khứ cũng từng làm như vậy. Và Đức Phật đã kết luận: này các tỳ kheo, giống như một cái cây trùng gởi, nó quấn xiết, nó làm cho cái cây sa la nghĩa là phải chết. Thì cái dục phát sinh lên từ cái sự phá giới, thúc đẩy cái kẻ phá giới sao vào khổ cảnh, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 162 này. Rồi chúng ta đưa lên câu Phật ngôn 162. Ya sa chan ta du siu yang ma lu wa sa la mi wa tha tang ta ro ti so ta tha ta nang ya tha nang ích cha ti di so. Thế giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong đợi. Sự phá giới làm hại mình như là một cái loại dây leo, nó bao quanh cái thân cây, làm cho cây phải khô héo chết. Người phá giới chỉ là những cái người làm những cái điều mà kẻ thù muốn làm cho mình. Thì duyên sự này cho chúng ta thấy rằng rẽ tăng phản Phật có đề bà, phá giới làm nên nghiệp xấu xa, lăng đá khiến chân Phật chảy máu, xui a sa thế giết cha. Phật rằng: phá giới tợ dây leo, siết chết ta la rất hiểm nghèo, kẻ nghịch mong điều gì tai hại cho ta là tự mình gieo. Ở trong cái duyên sự này có đề cập đến một số nhân vật. Đề Bà Đạt Đa quý vị đã biết tên, đó là Đề Quá Đát Ta. Đề Quá Đát Ta là suối thái tử A Sa Thế, tức là vị thái tử A Sa Thế này. Quý vị có thể viết cái tên được không? A Cha Ta Sắc Tú, viết làm sao đây? A Cha Ta là chưa sanh ra, Sắc Tú là kẻ thù. Kẻ thù chưa sinh ra, người ta dịch là A Sa Thế. Vậy thì A Sa Thế, quý vị viết cái tên Pali sao cho nó ổn à? Hay viết cái tên của một quân tử giết cha của mình, tức là vua Bình Sa Vương Bimbisa ra. Alo, quý vị viết để nhắc lại trong cái duyên sự này, có những A Cha Ta Sát Tú quá sức nhu vọng phạm sao giỏi vậy ta. Có ai ngồi bên nhắc không? A Cha Ta Sát Tú chỉ sát sai rồi, Sát Tú ở dưới này mới đúng này, chứ không ai đúng này. Copy trên mạng chỉ Sát Tú chứ không ai chính xác hơn. Sát Tú này là kẻ thù, A Cha Ta là chưa sinh ra, chưa sinh ra mà là kẻ thù rồi, cho nên đặt tên A Cha Ta Sát Tú A Sa Thế. Rồi cha của A Sa Thế
Với viết đó là Bình Sa Vương. Vậy thì Bình Sa Vương viết sao đây? Alo, Bình Sa Vương, cha của Thái tử A Cha Ta Sát Tú A Sa Thê. Alo, Bình Sa Vương, Bà Sê Na Đi không phải. Bà Sê Na Đi là không phải. Bình Sa Vương, Bình Sa Vương có một hoàng hậu rất là đẹp, Bim Bi Sa Ra, chính xác, Siti Nga. Có một vị hoàng hậu rất là đẹp tên là Khe Ma. Và đức vua Bim Bi Sa Ra này đã thành lập ra chùa Trúc Lâm, rồi dụ khỉ cho hoàng hậu Khe Ma đi thăm viếng cảnh chùa. Và hoàng hậu Khe Ma nghe người ta nói rằng Đức Phật coi cái thân này là ô uế, là bất tịnh, cho nên mình đẹp thế này mà Đức Phật chê là bất tịnh, là ô uế, là một cái bịch, một cái túi để đựng mũ máu, thì cô ta bất mãn, không bao giờ đến gặp Đức Phật. Nhưng mà cảnh vườn đẹp quá, cảnh vườn đẹp quá, rồi cô ta đi vào Trúc Lâm. Tình cờ ngày hôm đó thì Đức Phật đang thuyết pháp, rồi do sự tò mò sao mà nghe chê người nữ, mà sao người nữ ở đây nghe cũng đông, rồi cô ta mới lèn đén đứng ở xa vô vô. Nhưng mà Đức Phật biết hết, Đức Phật mới dùng thần thông của mình hóa ra một cô thiếu nữ rất là đẹp, có 16 tuổi, đang cầm quạt quạt cho ngài. Hoàng hậu Khe Ma nhìn thấy người thiếu nữ cầm quạt quạt cho Đức Phật, sao muốn đẹp dữ vậy, đẹp quá đi. Bà so sánh lại chính bản thân của mình chẳng là cái gì cả. Thấy cái sắc đẹp kia nó cuốn hút, say mê nhìn sắc đẹp mà quên điều Phật nói gì. Ngồi nhìn cái người thiếu nữ đó, cũng do thần thông của Đức Phật, từ một cái thiếu nữ 16, rồi bước qua tuổi trung niên, rồi tới tuổi lão niên, rồi già lụm cụm, mắt mờ tái điếc, thời tráng niên quanh địa còn đấu, rồi sụm xuống, rồi cũng do thần thông của ngài thành ra một cái nấm xương khô. Một bài pháp không lời, do thần thông của Đức Phật. Cô ta chán ngán quá, đẹp vậy mà chết uổng thiệt, mà cái sự vô thường nó đến thì ai cũng phải chết hết. Rồi suy nghĩ lại chính mình, có một sự kinh cảm, không còn luyến ái, không còn quyến luyến, không còn coi như là chải chuốt về sắc đẹp của mình nữa. Trong cái khi mà tâm trạng như vậy thì Đức Phật hiểu và nói lên cái vấn đề vô thường, đi thẳng vào tâm trạng của hoàng hậu Khe Ma, và cô ta chứng đắc thánh quả A La Hán ngay tại chỗ. Và thế là Đức Phật hỏi với ông vua Bim Bisara sao bây giờ đây là một vị thánh, một vị A La Hán, bây giờ muốn cho hoàng hậu được lưu lại trên thế gian này, hay là muốn cho hoàng hậu phải nhập nước bàn? Bởi vì một cái vị thánh thì quý vị biết là thánh liền, một cái vị mà cư sĩ mà khi chứng đắc thánh quả là hạng, nếu mà muốn duy trì mạng sống thì phải xuất gia tu tập trong cái hàng ni chúng, chứ còn không thì coi như không thể sống chung cả với thế gian. Mà Đức vua Bimbisara là một cái vị thánh tu đà vờ, mà Đức Phật hỏi như vậy thì ông ta hoan hỷ, xin cho hoàng hậu được xuất gia trong ni giới, và như vậy bảo tồn được sinh mạng của hoàng hậu đến khi hết tuổi thọ. Rồi
Thì bây giờ trong cái câu Phật ngôn này, những cái sự liên quan mà chúng tôi dài dòng như vậy chẳng qua nó về chùa Trúc Lâm à. Nhưng mà mục đích ở đây là vấn đề phái giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây vô hại cho tự thân như kẻ thù mong ước, nói về đề bà đặc đà đề quá đa tá. Thì bây giờ quý vị trong đạo tràng ai nhớ những câu chuyện của đề bà đặc đà đối với giáo pháp này, đối với Đức Phật, đối với tăng chúng à, đối với thiện nam thiện nữ? Alo, ai còn nhớ à, kể ra những câu chuyện mà Đề Quá Đạt Ta đã làm khổ Đức Phật này, đã làm khổ tăng chúng này, đã làm khổ cho niềm tin của người Phật tử tôn giáo. Alo, kể lên những câu chuyện để chúng ta bổ sung và thấy rằng à, đây là một con sư một giới mà phá giới trầm trọng hay là phá giới một cách là, nhẹ nhàng à, có thể sám hối được, thì cái đó không có trầm trọng. Rồi bây giờ mời quý vị nhớ nhớ những câu chuyện của, về đề bà Đặc Đà thì quý vị có thể trình bày à. Đầu tiên à, mời Sĩ Hồng Mai. Alo, Sĩ Hồng Mai nhớ câu chuyện gì về đề bà Đặc Đà? Thôi sao đủ, sao đủ, nhớ nhớ gì nó nấy hả? Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Thưa trí trước, kính lễ sư Phước Sa, kính lễ quý chư tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà con chỉ nhớ là đề bà Đạt Đa cũng rất là nhiều lần cố gắng hãm hại Đức Phật. Cái chuyện là con nhớ chứ là khi Đề Bạt Đạt Đa suối Đức Vua A-cha Tá Sắp Tú hãm hại cha, rồi cùng với vị vua ấy trở thành một bọn nhiều lần để gắng sức mà hãm hại đến Đức Phật. Giống như là con nhớ cái lần Đề Bà Đạt Đa đi lên đỉnh núi, và khi Đức Phật đi đi ngang qua cái chân núi thì Đề Bà Đạt Đa mới đẩy một cái hòn đá trên núi xuống, lý định là sẽ giết Đức Như Lai, nhưng mà Đức Phật thì không ai có thể hãm hại được. Thì những cái viên đá đó thì lớp xuống thành những cái mảnh nhỏ đâm vào chân Đức Phật, làm chảy máu Đức Phật. Và do đó mà khi đến cuối đời á, thì Đề Bà Đạt Đa bị đất nứt, thì bị rút xuống đất bởi vì cái tội là làm chảy máu chân Phật. Và rớt vào địa vô sáng. Dạ con thì con chỉ nhớ đến vậy thôi. Có bạn nhà sư xương sư có gì xương sư sửa chữa giùm con, và xin đạo tràng sửa lại giùm ạ. Dạ con kính nhân mít đến sư, đến quý vị trong đạo tràng. Sa thú sa thú Sĩ Hồng Mai cũng có một trí nhớ rất là tốt. Thật sự mình đâu có thấy để mà mình nhớ, nhưng mà kinh sách để lại cho chúng ta những cái bài học mà coi là những cái tội mà không thể mà coi như là tránh được cái quả báo nhân tiền, gọi là ví dụ giết cha giết mẹ giết a la hán, làm Phật đổ máu và chia ra tăng. Đó là những cái trọng nghiệp, những cái nghiệp rất là nặng mà nó hiện ra ngay trong cái kiếp sống này à, tức là phạm những cái tội đó là coi như không có chạy đâu xa đó, là bị liền trong cái cuộc sống này, gọi là quả báo nhẫn tiền, những cái ác trọng nghiệp mà Sĩ Hoài nhớ
đó là làm Phật đổ máu. Do cái tảng đá lăn xuống muốn giết Đức Phật, nhưng mà giết không được, Phật đổ máu. Cũng là bị trong cái vấn đề mà ngũ vô gián nghiệp này. Thì chúng ta biết rằng Devadatta cũng là một vị hoàng tử, cũng là một vị hoàng tử đi xuất gia chung với ai? Ananda ha, Anuruddha ha, ngài Phát Thú này, ngài Kimpila này ha, cùng với một người thợ cạo tức là Upali. Nhưng mà năm cái vị hoàng tử này đi tu á, vì cái dòng họ Thích Ca là một cái dòng họ mà coi như ngã mạn kiêu căng mà tự cao tự đại, một cái dòng sắc đi lì mà, cho nên rất là kiêu hãnh. Thì khi xuất gia muốn rằng trong cái sự cầu đạo của mình luôn luôn có sự kiêm tốn hạ mình xuống, chính vì vậy mà để cho ông thợ cạo tu trước làm sư huynh. Thấy mấy cái vị hoàng tử này khi vô tu là thấy rất là nhiệt tình, rất là nghiêm túc. Và chính Đề Bà Đạt Đa là người mà đắc thiền có thần thông, chứ không phải là anh tu chơi chơi như bây giờ. Mà Đề Bà Đạt Đa là một người tu cũng là có kết quả tốt đẹp, trong khi các vị khác thì chứng đắc thánh quả hết. Từ quả vị này quả vị kia, nhưng mà đối với Đề Bà Đạt Đa thì tứ thiền ngũ thông, có thần thông cũng bay tà tà trên mặt đất vậy, cũng hiện ra con rắn, hiện ra con quá, ra con này con kia, làm cho thái tử A Xà Thế cảm thấy rất là phục. Nhưng mà sao, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chính cha của mình tức là vua Subhaputha, vua Thiện Giác, cảm thấy rằng hai đứa con của mình hoàng tử Devadatta đi tù bỏ vương vị không kế nghiệp và cái gia tộc của mình, rồi công chúa Yashodhara, rồi thái tử Siddhartha đã bỏ vợ bỏ con đi tu, rồi bây giờ thêm hoàng tử Devadatta tu theo nghĩa là Đức Phật nữa, thì ông ta cũng nổi khùng đây. Cho nên khi Đức Phật mà đi phát thực á, ngồi nhậu ở giữa đường, để cái bàn ngồi nhậu cản không cho Đức Phật đi, thì quý vị thấy trong cái sự tu tập mình cũng là hoàng tử, mình đi tu mà riết vào cây Phật tử tới ngài Ananda đâu, ngài Kim Phí Lá đâu, ngài Anuruddha ở chỗ nào, còn mình ngồi một đống như vậy không ai hỏi từ gái á. Bởi vì dù có thần thông nhưng mà vẫn còn phàm, chính còn phàm. Cho nên cái tấm địa của Đề Bà Đạt Đa giết ông Phật, mình làm Phật chơi. Còn suối A Xà Thế giết cha, ông làm vua đời, tôi làm vua đạo. Như vậy là hai ta coi như mặc sức mà chinh phục thế gian này, tức là coi như đời ngươi hưởng, còn đạo để cho ta, bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu tăng ni rồi gì vậy, là ta thông lãnh rồi. Bởi vì cái sự tham vọng, bởi vì cái vấn đề vật chất mình không thỏa mãn, cho nên Đề Bà Đạt Đa có những cái âm mưu bậy bạ mà cố ý để giết Đức Phật, như Sĩ Không Mai trình bày. Đó là một vấn đề, còn nhiều vấn đề nữa, ai còn nhớ? Alo, ai còn nhớ nữa không? Bây giờ phải mời thôi, chứ còn tự giác quý vị sợ rằng giác nặng quá không có tự giác nổi, tới bây giờ nhờ người khác đỡ lên vai ha. Mời huynh Giang Nhật Hà, hôm nay bài học mà được thành tựu thế này là nhờ huynh Giang Nhật Hà đưa bài lên nè. Rồi bây giờ huynh Giang Nhật Hà nghĩ sao cái hành động của Đề Bà Đạt Đa? Con nhớ cái gì ám chỉ về Đề Bà Đạt Đa không?
Câu Phật ngôn này ám chỉ về Đề Bà Đạt Đa. Mời huynh Giang Nhạc Hà, chứ không phải mời Thích Hà đâu mà xa thú. Khổ quá, từ từ đó. Huynh Giang Nhạc Hà trình bày xong rồi mời Thích Hà nha. Alo, alo. Vậy là muốn nhường nữa hả? Hả? Huynh Giang Nhạc Hà đâu rồi? Hôm nay bài học này được thành tựu, tức là do huynh Giang Nhạc Hà post lên. Còn chúng tôi thì thấy bó tay, bởi vì không có đánh dấu được. Sao? Đang lái xe. Thôi được rồi, đang lái xe, nguy hiểm. Rồi, bây giờ mời Xích Hà. Alo, Xích Hà. Đi vô trễ, không lên đọc bài được, vì cũng phải có ý kiến về Đề Bà Đạt Đa. Bởi vì tương lai Đề Bà Đạt Đa sẽ là một vị Phật, chứ không phải nói rằng bây giờ đọa địa ngục như vậy là ông tu và chớ. Sự đắc tứ thiền ngũ tông giỏi chứ không phải dở đâu. Rồi mời Sư Hà nghĩ sao về Đề Bà Đạt Đa. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Khà Giá. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, thưa ngài bắt con lên thì ngài phải cho con đọc gì, con xin đọc cái bài này trước khi mà con phát biểu cái gì. Dạ, rồi đây con mở bài ra. Yassa acchanta dusi yang ma luwa sa la mit vutha tang karoti so tatta ta năng yat ta năng ít chá tí đít sô. Dạ, còn đọc thêm một nữa. Yassa a chan ta đút si yang ma lu wa sa la mít hút ta tăng tắt tăng ca rô tí sô tắt ta ta năng yat ta năng ít chá tí đít sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Anh dịch cô Hà Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Dạ, thưa ngài, con khi mà con đọc những cái tích truyện của cái vị Đề Bà Đạt Đa này á, thì thực sự ra con có cái lòng thương cảm, tại vì con thấy là cái tội lỗi nó nhúng sâu thì cái vị này phải đọa địa ngục thật là lâu. Thì thật sự trong kinh thì Đức Phật cũng có nói về như vậy. Thì chỉ vì cái sự thắc mắc của con, cũng thật sự ra cũng phải là thắc mắc, nhưng mà con thấy một cái người mà chứng đắc thiền định mà ngủ thiền, có nghĩa có những cái thần thông đó, thì không phải là một người bình thường. Nó là chính là phải một người tam nhân thì cái khả năng chứng đắc đạo quả thánh trí đó, nó cũng rất là cao. Nhưng mà do cái con nghĩ cũng do cái sự phiền não quá, mà đến khi mà có đến lúc mà gặp Đức Phật, được tu trong giáo đoàn của Đức Phật, thì những cái phiền não của những kiếp quá khứ nó nhiều đến độ mà nó làm cho ông phải có những cái hành động, và cuối cùng thì lại được tọa địa ngục. Nhưng mà sau này thì con nghe kể là sau một cái thời gian dài thì cũng có thể chứng thành một cái vị Phật độc giác. Thì cái đó cũng là một cái điều mà con thấy ông cũng vẫn có một cái đường để đi, nhưng cái đường nó đi hơi dài ngòn mèo thôi, nó khổ sở nhiều hơn. Thì cái đó là cái phần mà con thấy được. Thành ra nhiều khi trong cái sự tu tập mà mình có nhiều phiền não quá, nó cũng có thể là một cái ác pháp trong cái thời sau này, có thể trong những kiếp sau hoặc kiếp này nó cũng có thể nó dẫn dắt mình có những cái hành động mà có thể còn bị lún sâu hơn nữa. Thì mình phải gắng tu tập làm sao mình gột bỏ bớt nhiều phiền não thì nó tốt hơn. Dạ, con chỉ có nhớ cái phần mà cái vị Đề Đà Đạt Đa sau này khi có một trong một cái câu kinh pháp cú thì cái vị Đề Đà Đạt Đa này nói với ngài Ananda là sẽ không có cùng Đức Bổn Sư thọ Uposatha, là sẽ sám hối, sẽ tách riêng. Thì đó là một cái dấu hiệu để ngủ ngầm nói ý là tách ra thành một cái tăng đoàn khác.
thì ông cũng có một cái do ông muốn tách ra, thành ra ông phải làm cái gì nó khác hơn người ta, khác khác hơn giáo pháp của Đức Phật. Thì là ông ngỏ ý với Đức Phật là phải bắt tỳ khu phải ăn chay, có nghĩa là không được ăn thịt và sống một cách kham khổ. Thành ra Đức Phật từ chối sẵn vì cái chuyện mà sự từ chối đó, ông Bề Đà Đạt Ma này ông chắc chắn là cái sự từ chối của Đức Phật để ông viện cớ và ông tách ra khỏi cái tăng đoàn, bởi do ông nêu ra những cái ý kiến là phải ăn chay và chư tỳ khu phải sống khổ hơn, y phải lụm mặc y cũng không có phải như là được thỉnh y, từ được những cái việc cần xin nam cần xin nữ dân y mà phải không được cái quyền đó, có những cái điều kiện đó. Thành ra đó là một cái dấu hiệu để chứng tỏ ông muốn tách rời ra khỏi giáo pháp của Đức Phật tăng đoàn, và cái sự chia rẽ đó nên sau này mới thành ra. Hình như con nhớ các vị sư cũng giảng là sau này có một nhóm của vị Bệ Đà Đạt Na này đi sang, thành ra ra thành một cái nhóm khác, giống như một cái chi nhánh khác của cái giáo pháp, nó trẻ ra một chút xíu, thành ra sau này có những cái sự ăn chay bắt buộc. Đó là cái con nhớ đó thôi, còn những cái phần kia thì nó như cô Hồng Mai cô nói về cái sự chảy máu rồi giết suối ông Hoàng Tử giết cha, thì cái đó thì cũng đã được ngài nói lên hồi nãy. Dạ con chỉ có bao nhiêu đó thôi. Dạ con cảm ơn ngài, con xin cảm mít mời. Alo, 123, 123. Chị Hà nói chuyện hay quá, nhớ nhiều cái chuyện mà rất là bổ sung cho Đề Bà Đạt Đa trong vấn đề này. Rõ ràng hay vậy, em còn câu giờ đọc bài chi vậy? Hả? Đi thẳng vô vấn đề phải đỡ tốn thời gian. Xà tụ, đem ra vấn đề chia rẽ tăng. Nêu lên năm cái điều để coi như là coi như người ta theo mình cho thống hơn, bởi vì thời kỳ của Đức Phật là vấn đề ám chỉ về khổ hạnh, thì Đề Bà Đạt Đa nêu lên vấn đề đó để thu hút Phật tử cũng giống như chư tăng. Và thật sự ra 500 vị tỳ khưu mới tu nghe Đề Bà Đạt Đa chủ trương về vấn đề coi như sống khổ hạnh, ăn uống tham khổ, chứng tỏ là tu hành là an toàn hay hơn Đức Phật. Đó là điều mà Sĩ Hà nêu lên rất là chí lý trong vấn đề chia rẽ tăng. Rồi một bàn tay đưa lên rồi thấy bỏ xuống ngủ vậy, quên lệnh pháp, đưa tay lên rồi mỏ tay, mới đưa tay lên nữa bỏ xuống gần vậy ta. Rồi quên lệnh pháp nghĩ như sao về Đề Bà Đạt Đa? Rồi bàn tay đâu rồi? Alo. Dạ còn có định lễ sư tỷ đức quý tăng ni và toàn thể đạo tràng ạ. Thì Bạc Đạt Đa thì theo con nhớ như là không phải sâu sức gia đâu, ngay từ lúc còn trẻ nhỏ rồi đã có sự tùy hiền với Đức Phật rồi, từ nhỏ thì đã cũng muốn thông minh nhưng mà cái giỏi mà thầy giáo là nhận xét Đức ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta, lúc đó là Thái tử đã nổi trội hơn. Rồi cuộc thi về để giành voi trắng, thất voi thì cũng bị thua Thế Tôn, nên đâm ra cũng có sự tùy hiền từ lâu rồi. Đến khi xuất gia thì nhớ là có thêm cái lần là thả voi Nagarari để cho uống rượu say, rồi thả voi ra cho voi uống rượu say, rồi thả ra để dẫm Phật với tăng đoàn. Còn cái của Tina vừa nói là có mà hợp tăng rồi
thì suối của A Xà Thế giúp cha rồi, rồi lăn đá cho Phật, lăn đá để giúp Phật rồi. Rồi nhưng mà cuối đời ông lại sang từ cái thiện nghiệp nó trỗi dậy trong tâm, thấy hối hận và muốn quay về nương tựa nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, muốn quy y lại nơi Phật, nhưng mà như chưa là chưa kịp được về để anh thì đã bị đứt rút rồi, chưa kịp gặp Phật đã bị đứt rút rồi. Cho để tính nguyện tâm đó mà sau này khi ngày đọa địa ngục xong, đã hết nghiệp xong rồi mới trở thành vị Phật độc giác. Còn nhớ vậy mới có chính xác không ạ? Nhà sư dạ, hỗ bổ trợ cho con ạ. Dạ. Sa thủ, sa thủ huynh hành pháp. Nhớ như vậy là quá hay rồi ha. Mình có làm ác cái gì nữa, muốn giết Đức Phật đây nữa, rồi làm Phật đổ máu, rồi chia rẽ tăng, rồi tùm lum tà la ha. Nhưng mà cuối cùng á, như huynh hành pháp nói rằng cuối cùng cũng phải về sám hối Đức Phật ha. Cuối cùng về sám hối với Đức Phật, đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Mình có trước khi nhắm mắt tắt hơi tưởng nhớ về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, nhưng mà Đức Phật nói rằng tùm lum tà la, đâu có Đức Phật đâu nói tùm lum tà la. Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt La đến đây nhưng mà không bước chân vào chùa Kỳ Viên được. Ngài tuyên bố nghĩa là Chư Tăng nói Đề Bà Đạt La, nghĩa là được hai đệ tử của Kalika với một cái vị tỳ kheo nào đó, hai người khiêng trên cái cán. Các vị tỳ kheo đó nói là chắc là hắn về chùa Kỳ Viên nó quậy gì đó trên đường về. Nhưng mà Đức Phật nói nó không bước chân vào cửa chùa Kỳ Viên được. Và thật sự trước chùa Kỳ Viên thì có một cái hồ, là thế là Đề Bà Đạt Đa nói rằng muốn trình diện Đức Phật thì phải tắm rửa sạch sẽ. Ai ngờ vừa bước chân xuống cái cán là coi như đất ruốc liền. Và trước khi mà nhắm mắt vui tay thì cứ hướng về Đức Phật với một cái sự sám hối, đó là cái điều quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng vua A Xà Thế ha, A Chà Ta Sát Tú, một người mà Đức Phật nói rằng nếu mà không giết cha, không nghe lời của Đề Bà Đạt Đa mà giết cha là Bình Sa Vương á, thì cái vị hoàng tử này nè sẽ chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Cái duyên để mà chứng đắc thánh quả tức là một người tam nhân, nhưng mà bị thân trọng với Đề Bà Đạt Đa, bị Đề Bà Đạt Đa số bảy cho nên trong nó ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Thấy Đề Bà Đạt Đa giỏi quá mà tự nhiên mà đương ngồi chơi vậy, cái ảnh biến thành con rắn nó siết tay mình, siết hai tay hai chân cổ, ai lại không sợ trời ơi. Anh đưa ngồi chơi giờ mấy con rắn ở đâu nó nhào ra, nó siết cổ, siết tay, siết chân, gặp mình cũng la làng chứ, hoặc là coi như đứng tim mà chết. Từ cái hành động mà từ cái việc làm, từ cái hiện tượng mà thấy ra như vậy, phục quá hay chứ. Khi mà phục thì sao? Thì cái cơn sợ trôi qua, Đề Bà Đạt Đa xuất hiện trước mặt một cái vị sư tăng tướng đạo mạo trường, một vị hoàng tử đi tu mà, cho nên thấy hình tướng của một ông sư mà có thần thông, có những biến ra trời ơi sao phục sát đất luôn, quỳ xuống sư phụ liền. Và thế là chúng ta thấy khi mà hù được coi như A Xà Thế ha,
mà tin theo mình rồi thì từ đó thần thông của Đề Bà Đạt Đa biến mất, không còn nữa. À, với thiền thiền nghiệp thì thần thông còn, nhưng mà khi bước qua ác nghiệp á, thì thần thông biến mất, không còn nữa. Mà khi không còn thần thông thì xin lỗi, vua Asate này buổi sáng cung cấp thực phẩm, buổi chiều cung cấp thuốc men là chở vô cúng dường cho Đề Bà Đạt Đà. Nghĩa là hồi đó lợi đắc cung kính dinh xưng, rồi nghĩa là tinh tài tinh bẩn đồ gì nó lao ào đến. Và thế là từ cái vấn đề no đủ của lợi dưỡng này mới sinh ra cái sự tham lam, tham muốn. Mình có được con vua này, hỗ trợ này, thì bây giờ muốn cho vấn đề này bền vững thì bây giờ xuống giết cha đi, giết phụ vương đi, lên làm vua đời. Còn mình ở đây mình giết Phật, mình lên làm Phật, một bên đạo một bên đời, như vậy là gây sung sướng rồi. Còn ai hơn nữa, ai sẽ thế phục sát đất luôn. Nghe là Đề Bà Đạt Đa nói gì nghe nãy, sáng sùng ủng hộ. Thì quý vị thấy ở đây cái điều hạnh phúc đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta là Ase Wana Chapa, là đừng có thân cận với người ác. Khi mà chúng ta gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì cái quan trọng là gần đèn chứ đừng có gần gần mực. Mà đèn đấy ám chỉ là cái gì? Là pháp trắng, mà mực là pháp đen. Cho nên khi mà xuất gia Đức Bồ Tát đã khẳng định xuất gia xuất giá cũng đồng đi. Bỏ nhà mấy tháng ra đi, thông dân muôn sự quyển ly thế tình, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Quý vị thấy cái sự thân cận rất là quan trọng, chọn một hướng đi cũng rất là quan trọng. Cho nên đối với giáo pháp này, nhất là Đức Phật Vô Thần Má, một vị sử dụng cái trí tuệ để mà tu tập, tức là Panya Parami, Panya Upaparami, Panya Paramattha Parami, ngài sử dụng trí tuệ để rút ngắn con đường sanh tử luân hồi, chứng đắc Phật quả. Cho nên sự tu tập của ngài chỉ còn có 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Tức là khi có một cái vị toàn giác thọ ký thì sự tu tập của ngài rút ngắn thời gian. Vậy thì với cái tuổi thọ của chúng ta còn rất ít, thì sử dụng cái trí để thấy được cái sự thật của cuộc sống, thấy được cái hơi thở của mình dài hay mình ngắn, đó là cái điều quan trọng. Rồi hôm nay ý kiến của quý vị quá hay ha. Cái gì do vậy mà ông không đọa địa ngục sâu? Ông nào vậy? Xích à? Do vậy mà ông không đọa địa ngục sâu? Cái ông nào vậy? Ông nào kệ ông hả? Hết giờ rồi. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Rất là cảm ơn ý kiến của quý vị. Quý vị đã bổ sung, đã làm cho câu Phật ngôn này được sáng tỏ, rất là hoan hỷ. Mong rằng lần sau quý vị cứ thế mà làm nha, mạnh dạn lên, giống như huynh hành pháp, có cái gì coi như trình bày, nhớ cái gì cứ nói lên, càng nhiều ý kiến thì mình thấy ông Đề Bà Đạt Đa một cách rõ hơn. Và câu Phật ngôn này ám chỉ về Đề Bà Đạt Đa. Xin chư thiên quan nghĩ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa che wa che na so ti wo po tu sa ba da.
Do lời chân thật này, kính nhân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.